Ok, thép chào mọi người nha. Hiện tại mình đang ở Phan Rang. Đi vòng vòng thì có một cái trường hợp rất là đặc biệt. Một cậu bé giữa trưa nắng nóng, các bạn thấy không? Đó, ngồi vậy đó. Bệnh hình như là bé thì mình nhìn sơ qua mình thấy bé hình như là bệnh gì các bạn, bệnh tật. Nhưng mà cái chuyện như thế này nè, cái bên gốc cây người mẹ thì đang ngồi đó bán vé số, mà không hiểu sao lại để cho con mình ngồi đường rất trời. Giờ này là hiện tại giờ này là 11 giờ trưa, rất là nắng nóng các bạn. Mình ngồi ở trong mép mình cảm thấy rất là nóng, nhưng mà đứa bé lại để ngồi, nhưng mà mẹ ngồi trong mép bán vé số. Mình thấy đi nghe qua thì cũng thấy cũng là lạ. Thì hy vọng là sẽ vào để hỏi thăm thử tình hình bé như thế nào nha các bạn. Đây là ông chú đang ngồi sửa motor, mình tới mình hỏi chú. Ủa, ngày nào chú cũng thấy bé nào đó không chú? À đúng rồi, ngày nào cũng vậy, ngày nào sáng 7-8 giờ coi như là mẹ đẩy con tới đây. Dạ. Tới xanh đỏ, chuồng xanh đỏ, thời gian cũng có thời gian gián đoạn, lúc trước cũng có. Dạ. Cái gián đoạn khoảng 1-2 tháng thì bắt đầu gặp trở lại. Dạ. Đây trở lại có tuần lễ này đó, nó tuần lễ 10 ngày gì đó. Dạ. Rồi bây giờ thì cô cảm ơn chú nha. Nãy giờ mình cũng hỏi thăm chú rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành tới đó coi thử như thế nào nha các bạn. Chú chào con nói được không? Qua đây, nói được không? Mẹ con đâu? Đâu mẹ đâu? Ủa mẹ ngồi đó hả? Mẹ bé ngồi ngay chỗ gốc cây, nhưng mà bé lại ngồi đây, thấy lạ không các bạn? Qua chú ơi, qua đây, qua nói chuyện với chú, lấy chú cho tiền ăn bánh nha. Nha. Ủa cái đó là mẹ con hả? Con đứng lên được không? Chân con sao vậy? Chân con bị sao vậy? Nó nói không được đâu các bạn, hình như nó bị sức môi. Ồ là mẹ đó hả? Cô ơi, chị ơi. Đó là mẹ của bé nha các bạn. Dạ, con chào cô. Ủa này con cô hả cô? Con chị hả? Nó bị sao vậy? Dạ, bị bẩm sinh đó, để trong bụng mẹ ra tới giờ vậy luôn à. À. Rồi hàng ngày là chị chở nó ra đây, cho nó ngồi đây. Dạ, ngồi đây bán số. À nó ngồi nó xin tiền, còn chị đi bán số hả? À, có hầu không có, em đi bán số. Cái từ tới đây cho không, mấy bữa giờ không có ngồi đâu. Dạ. Rồi bữa nay có con nhỏ nó cho chiếc xe như vậy nè. Rồi lên ngồi chờ nó, mà sáng giờ chờ không thấy nó đâu. Dạ. Chị có phiền em quay phim để em chia sẻ, rồi em kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị không? Dạ. Dạ nếu mà chị không phiền thì cho phép em nha. Dạ. À, sao chị không đưa bé vào gốc cây cho ngồi cho nó mát? Dạ chỗ đó ta đuổi. À ngồi ta đuổi hả? Dạ. À rồi chị bán cái số là chị đứng đây chị bán luôn hay là dạ. Chị đi vòng vòng? Dạ, đứng đây rồi có hầu đi vòng qua chỗ đây bán. Ồ nó không biết nói hả chị? Dạ không. Đi qua được. Cười. Năm nay bé nhiêu tuổi rồi chị? Dạ 11. Ủa 1 tuổi chút xíu vậy? Dạ. Ủa nó có cái bệnh gì mà cái chân của nó như thế này? Tao để cho nó gì luôn à? À. Để cho nó bị bẩm sinh, nó nhỏ thì nó ăn uống cũng nhiều lắm, cho uống sữa uống đồ cũng ghê lắm mà nó cũng bị vậy à. Dạ. Rồi nó sức môi không chị? Dạ, sức môi giá lại còn ở trong hàm ếch nó chưa có giá. Nó chưa có đủ sức á. Dạ. 11 tuổi mà có chút xíu rồi các bạn. Rồi bây giờ chị nói chuyện với nó hiểu không? Dạ hiểu. Nó kêu chị được mẹ được không? Nó kêu được tiếng dạ, mẹ không? Nó không có nói được cái gì hết. Không đó. Có nói được cái gì dạ. Hả? Đó đó con. Rồi ngồi cái bệnh này nó còn bệnh gì nữa không chị? Dạ nó không biết, hồi đó giờ cần đi khám là ta nói là bị hở hàm ếch chị thôi à, không biết cái bệnh gì nữa. Hở hàm ếch? Dạ. Rồi bây giờ là chị giờ hiện tại đang ở đâu? Dạ ở Phú Quý luôn. Giờ chặt nối bắt xe về. Chị ở Phú Quý chị ở đâu nào? Ở trên chỗ cái gì ở Phú Quý mà ngay chỗ cầu á, đi lên Nha Mơn á. Cầu Nha Mơn đúng không? Dạ. Em cũng ở Phú Quý nè. Dạ. Mà ở trên Nha Mơn lận. Rồi ai chở chị xuống đây? Sáng đi xe buýt xuống. Đi xe buýt xuống giờ bỏ nó bé lên chiếc xe này là chở xe buýt xuống đây. Dạ. Sao mình ở gần Phú Quý mình không xin Phú Quý cho nó gần?
xin về xin tiền ha. Dạ, mình ngồi dạ, mình xin thêm bán số đó cho nó gần. Bán trên đó bán mua được, xuống đây bán mua được. Xuống đây bán mua được. Dạ. Rồi bây giờ mấy giờ là mình về chị? Giờ này mấy giờ? Dạ 11 giờ. Dạ xíu nữa giờ, chờ coi có anh Trạch nữa có nó lên không? Nó lên nó cho chiếc xe này nè. À là có ý là có một chị nào dạ, đó sẽ tới đây cho chị chiếc xe. Dạ. Dạ. Nó biết bán cái số không chị? Dạ biết chứ. Trời ơi. Bây giờ là em tới đây là em cũng vô tình em đi nghe qua thôi. Em vô tình em vào em hỏi thăm. Em thấy hoàn cảnh bé thì cũng thấy tội nghiệp. Trưa nắng mà cũng ngồi đó xin tiền á. Thì em cũng thấy hoàn cảnh rất là tội nghiệp, em vô em thăm. Rồi bây giờ là chị ở Phú Quý đúng không? Bây giờ em lấy số điện thoại chị. Em cũng nhớ số nữa. Ủa sao chị có xài số điện thoại không? Có mà không có nhớ số, từ ông xã em đi mua, từ ông có giấy chứng minh đó. Ông đi mua sim đó giờ không có nhớ số. Rồi ông xã chị làm gì? Đi biển. Ông xã đi biển hả? Bây giờ ông xã còn đi không? Dạ còn. Rồi chị thì có mấy đứa con? 6 đứa luôn. 6 đứa luôn? Dạ. Chị quê ở đâu? Dạ quê Phan Thiết mà lấy chồng về đây. À lấy chồng Phú Quý đúng không? Dạ. Quê Phan Thiết lấy chồng Phú Quý. Dạ. Rồi, bây giờ hiện tại ông xã đang đi biển. Dạ. Bây giờ chị không nhớ số hả? Dạ không. Bây giờ hỏi bà chị chồng á. Chị có cái viết đâu? Chị ghi số điện thoại em chiều thì chị nhá mấy em lên nhà em thăm gia đình như thế nào. Nhà đặt số 036 239 239 7740. Rồi bây giờ chiều chị nhá cái số điện thoại này cho em nha. Chị nói là gì chị ở nhà môi vậy là em biết rồi. Rồi mai mốt em lên thăm nhà như thế nào. Rồi em thấy hoàn cảnh nếu mà chị cần giúp đỡ gì thì em giúp đỡ. Còn hôm nay là em chỉ tới em hỏi thăm gia đình thôi. Em hỏi thăm thôi. Okay. Uống nước đây con uống nước đây. Thì thường quá. Sáng giờ chị bán bao nhiêu tờ số rồi? Em có 100 vé à, bộ miền Nam miền Trung có 100 vé à. À 100 vé hả? Dạ. Rồi thường ngày trung bình bán khoảng bao nhiêu vé? Cũng 100 vé à. Có hầu à, có ngày qua bán 70 vé, bữa nay bán 100 vé. À. Rồi bé nó ngồi đây nó xin một ngày người ta cho khoảng bao nhiêu tiền? Có bữa thì 50, có bữa 100, có dạ, bữa 20-30 gì à. Dạ. Từ rồi, từ uống con. Người ta cho tiền là nó biết lấy không hay là dạ, để đó chị ta chị lấy? Nó biết lấy. À. Rồi chị dẫn nó ra đường xin lúc bao nhiêu tuổi? Dạ hầu mới bán số mới có 1-2 năm đây ạ. À chứ bình thường là cho nó ở nhà. Dạ. Từ bữa nay ông ba nó đi biển thử mới ẩm nó đi chứ còn thôi nó ở nhà không, nó đâu có đi đâu. Dạ. Ngồi đây con. Quay đây con. Sao nó gặp em nó sợ nó chạy vô đây luôn ạ? À? Nãy đang ngồi đó nó gặp mình tới là nó chạy vô đây luôn các bạn. Là nó đi không được, nó có lớn lót gì không? Dạ, nó lớn gì không à? Nó lớn gì không? Chạy ra con ơi, chạy ra. Nghĩa là ta xếp là nó đi về. À, ý là xếp là đi về hả? Anh cười. Cười nhìn cũng đẹp trai chứ. À, đợi đó con. Ở đó mẹ mình đợi lên. Rồi, ngồi vô. Ngồi vô, cho từ mẹ đỡ lên đi về. Ngồi vô. Chờ xíu nữa, chị kia có lên không? À, chị kia lên cho xe là mình đón dạ, xe buýt đi về luôn. Dạ. Rồi, ủa xe buýt, cái đường này xe buýt có chạy không chị? Dạ, có. Xe buýt Phú Quý nó chạy đường này đó. Dạ. Mà bên kia mình ngồi mình đón. Rồi, mỗi dạ, lần mà đón xe buýt lên bao nhiêu tiền? Là 10 ngàn. Dạ. Xuống 10 ngàn, giờ 10 ngàn. Ồ. Là mình bán một ngày, mình bán một buổi thôi hả chị? Bán một buổi à. Còn một buổi về mình làm cái gì? Buổi về lo chăm sóc cho nó, là mấy đứa em nó đi học rồi á. 6 đứa luôn. Dạ. Sao chị nuôi nở? Dạ không phải dán nuôi chứ sao. 6 đứa mà chị bán số ngày chỉ có 100 ngàn là chồng đi biển một ngày khoảng bao nhiêu? Có một tháng vô á thì kiếm được vài triệu, 5-6 triệu. À. Mà nếu mà đi một tháng dữ thì kiếm được 6-7 triệu, 7-8 triệu gì á. Dạ. Ủa sao em nghe nói đi biển có tiền nhiều lắm mà? Không, tùy theo biển là chủ ghi no ghi đói à. Ghi này dạ, chúng ghi đói á, đi chi dạ, 2-3 tháng chỉ có mấy triệu bạc à. Đi 2-3 tháng mà có 5-6 triệu sao mà sống dạ, được. Ủa vậy,
mà nó 5-6 triệu phải về đủ 5-6 triệu á, nó trừ tiền này tiền kia tiền nọ nữa còn mấy triệu bạc à. Rồi 6 đứa con chị là bây giờ có cho đi học không? Có một đứa đang đi học còn mấy đứa kia nhỏ nhỏ mà chờ ăn tết xong cho đứa vô lớp 1 nữa. Rồi bây giờ em cảm ơn chị nha, em hỏi thăm chị vậy thôi, rồi nhớ là chiều nay chị lấy số điện thoại của chồng chị nhá máy cho em nha, rồi nói nhà ở đâu em lên em thăm tiếp nha. Đó thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của Thép nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Các bạn đừng quên bấm like đăng ký kênh để ủng hộ mình. Ở video sau mình sẽ lên nhà chị để mình tìm hiểu gia đình chị kỹ hơn nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ thì bye bye.